Mẹ Trương Hồ Phương Nga từng kiện con gái vì tội chiếm đoạt tài sản. Trước khi tha thứ và đứng về phía Trương Hồ Phương Nga, bà Mai Phương từng kiện con gái ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Năm 2006, bà Hồ Mai Phương nhờ một người bạn mua giùm 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bà có công việc sang Nga và để con gái là Trương Hồ Phương Nga đứng tên chủ quyền 2 lô đất. Trước khi đưa con gái ra tòa vào năm 2011, bà Hồ Mai Phương đã nhờ chính quyền địa phương hòa giải nhưng bất thành. Nhờ con gái đứng tên giùm 2 lô đất, nhưng mẹ ruột Hoa hậu Phương Nga tá hỏa khi phát hiện lô đất của mình bị con gái đem bán cho người khác vào năm 2010. Trong hồ sơ vụ án khởi kiện con gái ra Tòa án Nhân dân quận 12 yêu cầu giải quyết nhanh chóng, bà Hồ Mai Phương cho biết toàn bộ tiền mua 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đều là tiền của tôi làm ăn tích lũy được trong thời gian công tác làm việc ở Liên bang Nga. Tôi là người quản lý, sử dụng và giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan đến 2 thửa đất này. Tôi chỉ nhờ con gái đứng tên chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga. Không có văn bản nào tôi cho cháu 2 miếng đất này, mẹ ruột Trương Hồ Phương Nga trình bày. Mặc dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng, nhưng bà vẫn thua kiện con gái của mình. Sau vụ kiện tụng, mối quan hệ của mẹ con Trương Hồ Phương Nga cũng vì thế mà căng thẳng và mẹ cô quyết định từ mặt con gái. Người ta thường nói, cái chuối đắm đuối vì con hay hổ dữ không ăn thịt con. Từ khi hay tin con gái bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà Mai Phương quyết định tha thứ cho con gái. Bà chính là người dõi theo, động viên và tìm mọi cách để cứu con gái trước nguy cơ đối diện bản án tù chung thân. Trong phiên tòa xét xử con gái, khi Phương Nga được tại ngoại, bà sung sướng đến rơi nước mắt. Khi con gái vừa bước ra khỏi cổng tòa án, bà Mai Phương đã nói mẹ yêu con và tặng cho con gái một con búp bê Nga. Chưa dừng lại ở đó, khi trở về nhà, bà đã đưa con gái đi thưởng thức những món ăn Phương Nga thích, đưa con gái đi làm đẹp và mua sắm. Qua những sóng gió, tình cảm của mẹ con Phương Nga ngày càng khăng khít. Hy vọng trong tương lai họ không còn xảy ra những bất đồng hay mâu thuẫn nào trong cuộc sống nữa. Xuất thân đáng sợ của nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương trong vụ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Vụ án Nga-Mỹ đang dần trở thành vấn đề quan tâm nhất dư luận cả nước. Với tính chất phức tạp và ly kỳ được đẩy lên cao độ khi cả hai bên bắt đầu tung ra những bằng chứng để chứng minh cho sự có tội của đối phương, đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những thông tin gây bất lợi cho vị đại gia Cao Toàn Mỹ. Đáng chú ý trong số đó là sự xuất hiện của nhân chứng giấu mặt Nguyễn Mai Phương. Khi mà phía Phương Nga cho rằng đây là người đã đạo diễn toàn bộ vụ án, hòng đẩy cô Hoa hậu vào tù, trên mạng cũng đã có nhiều hình ảnh và thông tin liên quan đến người phụ nữ này. Trong đó có một thông tin gây sửng sốt, Nguyễn Mai Phương từng là người đàn bà của trùm giang hồ khuynh đảo thế giới ngầm Năm Cam. Cho những ai vẫn còn nhớ thì 20 năm về trước, Năm Cam thao túng cả Sài Gòn, đó là những lời miêu tả chính xác nhất về ông trùm sòng bạc nắm giữ thế giới ngầm một thuở. Giờ đây, tuy đã nằm yên dưới 3 tấc đất, thế nhưng những bí mật của cuộc đời ông trùm vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Trong đó, bí mật lớn nhất mà ông trùm này để lại đến nay chưa có câu trả lời. Có bao nhiêu người đàn bà, con gái đã đi ngang cuộc đời của ông trùm, từ lúc biết nếm mùi đời thương xác con gái ở tuổi 14 cho đến lúc vướng vào lao lý. Quá khứ về ông trùm bỗng dưng sống lại khi Nguyễn Mai Phương, nhân chứng trong vụ án Nga-Mỹ xuất hiện. Ngay sau khi nhận được thông tin đắt giá này, người viết đã có một buổi liên hệ với một đàn em cũ của ông trùm. Chà Dư Tủ Hậu, người đàn ông cùng anh Năm tung hoành một thở ngậm ngùi kể về những câu chuyện cũ. Thời gian đã xóa mờ nhiều thứ, thế nhưng khi nhìn vào hình của bà Phương, người này khẳng định đây chính là người tình của anh Năm. Dù không nhớ rõ lắm thời gian ông trùm gặp Mai Phương, thì chắc về thời điểm hai người quen nhau vào những năm tháng ngang dọc ngang, cuối cùng trước khi anh Năm vướng vào vòng lao lý. Khi đó Mai Phương còn khá trẻ, lọt vào mắt xanh của Năm Cam trong một đêm thác loạn tại một bar rượu nổi tiếng ở Sài Gòn. Gái tứ chiên gặp trai giang hồ. Cặp đôi này nhanh chóng quấn vào nhau. Tuy nhiên cũng như bao cô nhân tình khác, Năm Cam nhanh chóng bỏ rơi Phương khi đã no soi chán chè. Với đàn bà tưởng rằng như thế là uất hận, nhưng ngược lại đây xem như may mắn của bà Phương, bởi vì một khoảng thời gian ngắn ở bên ông trùm giúp bà Phương không dính vào những rắc rối thời kỳ ông trùm xa cơ. Ngược lại, từng đó là đủ để Phương tạo dựng được cho mình các mối quan hệ. bằng cái mát người tình anh Năm. Cùng những mánh lới học được từ trường đời và sự tinh ranh bẩm sinh đã giúp Phương từng bước tạo dựng được thế giới làm ăn của riêng mình, bao gồm vũ trường showbiz và cả gái bao cao cấp. Phương không lấy chồng, chỉ chuyên đi cặp kè với các quan chức và đại gia, tạo dựng các mối quan hệ phục vụ công việc làm ăn của mình. Mà nghe giang hồ đồn, Phương là bồ nhí của một quan chức cao cấp, mà nếu nhắc đến tên hắn nhiều người sẽ nhớ, cựu phó chủ tịch Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh, hiện đang trốn truy nã ở nước ngoài. Kể đến đây thì người đàn ông tung hoành cùng anh Năm một thợ cáo bận. Xa rời chốn giang hồ ngày xưa, ông trở về với cuộc sống thường nhật của một người thợ sửa xe. Nhưng sự lỗi đời cũng đủ làm ông nhận ra người viết còn nhiều điểm khuất mắt. Ông đã cho người viết một sự gợi ý, vũ trường 39 lớp Kumho Sài Gòn. Lần theo sự gợi ý này, người viết ngỡ ngàng khi biết hóa ra đây là một trong những phi vụ thâu tóm nổi tiếng mà có bàn tay bà Mai Phương đạo diễn. Vũ trường 39 lớp Kumho Sài Gòn tọa lạc tại 39 Lê Duẩn, quận Nhất, nơi ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng cũng đã từng phải khóc hận. Nhiều năm về trước, vũ trường 39 lớp Kumho là nơi quy tụ dân chơi Sài Gòn cùng với giang hồ tứ xứ hai miền Nam Bắc. Có thể kể đến những cái tên như Thuận Adam, Long Vàng, Vinh Biên Hà Nội, Huy Gỗ Nam Định và cả giới xã hội đen từ nước ngoài vào. Nguyễn Mai Phương lợi dụng các mối quan hệ của mình để móc nói, bảo kê giữa quan chức địa phương với các tên giang hồ trên. Ban đầu bà Phương chỉ nhận quản lý bảo kê, song lâu dần nhận thấy lợi nhuận quá khủng, bà Phương lên kế hoạch thâu tóm. Vào cuối năm 2013, lợi dụng mâu thuẫn với một cổ đông lớn của lớp 39, bà Phương đã dùng các mối quan hệ của mình để chèn ép. Với thủ đoạn bật đèn xanh cho công an phường và công an quận Nhất đến kiểm tra hàng đêm, làm các cổ đông và khách hàng ngao ngán, dẫn đến vũ trường phải đóng cửa vào trung tuần tháng 4, 2014. Sau vài tháng, vũ trường không dám mở lại vì sợ chính quyền, Phương chèn ép, mua lại vũ trường với giá 3 tỷ đồng. Sau đó bà Phương sang tay lại cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với giá 18 tỷ đồng. Ca sĩ Hưng tin tưởng đồng ý cho bà Phương tiếp tục quản lý vũ trường này. Tuy nhiên, khi hợp đồng thuê mặt bằng của vũ trường với công ty Kumho, đến năm 2017 mới đáo hạn, bà Phương móc nói với đại diện Kumho tại Việt Nam, xua đuổi người đập phá lớp 39 vào ngày 15 tháng 12, 2014. Sau đó viện cớ để bồi thường từ phía tập đoàn Kumho Hàn Quốc. Bằng mối quan hệ và sự luồn lách khéo léo của mình, bà Phương chiếm trọn 20 tỷ bồi thường và không chia cho Đàm Vĩnh Hưng xu nào, để mặc kệ nam ca sĩ này lên báo án than vì vũ trường đang ăn nên làm ra lại bị niêm phong, đồ đạc thì bị quăng ra ngoài. Đáng sợ hơn nữa, sau vụ việc này, vì kinh doanh thua lỗ, Kumho Hàn Quốc đã cay đắng thừa nhận thất bại và phải bán tòa nhà Kumho, công ty thuộc tập đoàn Singapore. Môi giới của thương vụ này chính là người tình của bà Nguyễn Mai Phương, Trịnh Xuân Thanh. Vũ trường lớp 39 cũng đã nhiều lần lên báo vì sự lộn xộn, đâm chém đánh nhau. Thời điểm năm 2013, quán bar này đông nghịch khách nên có rất nhiều băng nhóm muốn thâu tóm chia phần, đưa đàn em đến quấy rối. Trong đó, băng nhóm Nguyễn Văn Đức, tức là Đức Cổ Lễ, 32 tuổi, ngụ Nam Định, là dữ dằn nhất. Đức nhiều lần cho đàn em đến quậy phá quán bar này hòng chia phần, khiến quán bar này phải đóng cửa một thời gian. Đến tháng 4 vừa qua thì Đức Cổ Lễ đã bị đâm chết tại Đồng Nai. Tội phạm chỉ là một thằng nít ranh, sau đó được thả tự do vì bị tâm thần. Nghe đâu cũng là do bà Mai Phương đứng đằng sau đạo diễn trả đòn thù. Có thể thấy, thân thế của bà Mai Phương chỉ nghe đến thôi đã làm người khác ớn lạnh sống lưng. Với các mối quan hệ của mình, bà Phương đã khuynh đảo thế giới ngầm bằng những mánh lới của người đàn bà từng phục vụ bên cạnh ông trùm Năm Cam. Phương đã từng bước leo lên nấc thang quyền lực trong showbiz và mối quan hệ với quan chức chính quyền. Vụ án Hoa hậu Phương Nga là một điển hình cho sự lọc lỗi, sành sỏi ngồi trên pháp luật của bà Nguyễn Mai Phương. Xuất thân đáng sợ chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Nguyễn Mai Phương lại xuất hiện bí mật tại phiên tòa công khai, không để lộ bất cứ hình ảnh nào. Đơn giản là vì sợ công khai xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra quá khứ của mình và có thể có bằng chứng về mối quan hệ giữa bà ta và Cao Toàn Mỹ. Như vậy sẽ là một vở diễn rất tồi. Thu nhập của Hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt? Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỷ đồng trước ngày bị bắt, nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên và MC, đều không gặt hái nhiều thành công. Sống trong căn hộ cao cấp, gia nhập làng giải trí từ năm 2009, Thế nhưng, ngoài danh hiệu Hoa hậu người Việt ở Nga, thì Phương Nga không gặt hái được nhiều thành công trong các vai trò người mẫu, diễn viên, MC, đóng MV ca nhạc. Trước khi bị bắt, cô sống ở khu căn hộ cao cấp, giá hàng tỷ đồng với đầy đủ tiện nghi như hồ bơi, phòng giải trí và siêu thị. Giá mỗi căn hộ tại đây dao động từ 4 đến 10 tỷ đồng. Căn hộ tại chung cư cao cấp mà Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga ở trước ngày bị bắt, giá mỗi căn hộ tại đây dao động từ 4 đến 10 tỷ đồng. Đây là nơi ở của nhiều doanh nhân, người thành đạt, hoa hậu, người mẫu và diễn viên. Theo một nguồn tin, Hoa hậu Phương Nga đã thuê một căn hộ tại tầng 24 lớp C với giá khoảng 20 triệu đồng một tháng. Vậy thu nhập của Hoa hậu đến từ đâu? Thời khắc đăng quang của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, ngoài danh hiệu Hoa hậu người Việt ở Nga, cô không gặt hái nhiều thành công trong showbiz. Bộ phim điện ảnh nhiều cảnh nóng trước ngày ra tòa. Năm 2012, cô tham gia vào một tác phẩm điện ảnh Nga, Người lính. Đây là bộ phim đầu tay và cũng là bộ phim cuối cùng Phương Nga tham gia trước khi bị bắt. Phim sản xuất năm 2011 do đạo diễn người Nga thực hiện. Tuy nhân vật Mai của Phương Nga xuất hiện trên phim không nhiều, nhưng vẫn khiến người xem nhớ đến những cảnh nóng táo bạo. Trong phim, Phương Nga vào vai Mai, một cô giáo sử dụng thành thạo tiếng Nga, được bố trí làm hoạt động cách mạng ngầm. Phương Nga cho biết, cảnh nóng được thực hiện khi mới bấm máy 2 ngày. Cô và bạn diễn hầu như chưa hiểu rõ về nhau. Vì điều này nên quá trình ghi hình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối sử dụng diễn viên đóng thế, mà tự mình diễn tả những phân cảnh nóng nhằm đem lại cảm giác chân thực nhất cho khán giả. Những hình ảnh của Trương Hồ Phương Nga trích từ bộ sách của Đập cánh giữa không trung. Bộ sách ảnh của Đập cánh giữa không trung được đem đến giới thiệu ở Liên hoan phim 2010 và Liên hoan phim Cannes 2012. Năm 2010, Phương Nga được mời vào vai nữ chính trong phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Những hình ảnh của Phương Nga trong bộ sách ảnh của Đập cánh giữa không trung được đem đến với Liên hoan phim. Tuy nhiên, ngay trước khi bộ phim bấm máy vài ngày, Phương Nga bất ngờ từ chối tham gia bộ phim. Cô chia sẻ rằng chưa sẵn sàng thể hiện những cảnh nóng và khỏa thân như hình tượng nhân vật huyền trong kịch bản. Viết lời ca khúc hit, ít ai biết Trương Hồ Phương Nga chính là tác giả viết lời ca khúc Mong manh tình về, bản hit đình đám do cô kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí từ năm 2011. Phương Nga được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khi viết được những ca từ đẹp, có sức hút. Ngay từ những lần nghe đầu tiên, bài hát được quán quân Việt Nam Idol 2008 Quốc Thiên thể hiện trong single cùng tên. Sau đó hàng loạt ca sĩ hải ngoại Thanh Hà, ca sĩ Thùy Chi cover lại và trở thành một trong số những ca khúc đình đám suốt. Sau đó Phương Nga còn kết hợp với Đức Trí để ra đời bản ballad Đông Dịu Ngọt. Tuy nhiên, Trương Hồ Phương Nga từng chia sẻ âm nhạc đối với cô chỉ là một cuộc dạo chơi. Đóng MV tình cảm với ca sĩ Khắc Việt, Trương Hồ Phương Nga từng nhận lời diễn xuất MV Anh nhận ra của ca sĩ Khắc Việt. Trong MV, Khắc Việt và Trương Hồ Phương Nga thể hiện những cảnh ôm hôn tình cảm. Được biết, ngay từ khi gặp mặt, Khắc Việt đã rất ấn tượng với sự thông minh sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1987. Đây là lần hiếm hoi Trương Hồ Phương Nga nhận lời diễn MV ca nhạc. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi Hoa hậu Phương Nga bị tạm giam. Ngoài ra, Hoa hậu Phương Nga còn tham gia vào kinh doanh, tuy nhiên cũng không có dấu ấn đáng kể. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi Hoa hậu Phương Nga bị tạm giam với cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Phương Nga khai số tiền trên là do ông Mỹ thanh toán cho hợp đồng tình dục kéo dài 7 năm giữa ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga. Đến nay, vụ án vẫn chưa có hồi kết và chưa thể nhận định gì về số phận pháp lý của Phương Nga.